Shop quyền DZFF.vn là shop chính thức của mình. Anh em nào có nhu cầu mua Amplify hoặc thử vận máy vòng quay kim cương giải ra thì hãy nhớ đến shop của mình nha. Hỗn chiến tại mép đảo quân sự, đồng đội lần lượt bị bắn gãy hết, chỉ còn một mình tôi chạy bo giữ điểm và cái kết tôi nhặt được khẩu Famat ít tôi bắn như con hổ luôn. Clip gồm 2 trận, anh em hãy cùng mình xem hết video nhé. Ok, xin chào anh em nha. Chào mừng anh em đã đến với kênh của Quyền DZ. Thì các mini game ở các video trước ấy thì mình sẽ công bố ở cuối video này anh em nha. Thì tiếp tục ngày hôm nay mình sẽ tạo một cái mini game với trị giá 2000 kim cương cho bạn nào may mắn và nhanh tay nhất nha anh em. Câu hỏi như sau, đó là trận này mình giết được bao nhiêu kill bằng khẩu Famat ít và trong số đó có bao nhiêu kill headshot. Anh em comment đáp án đúng nhất của anh em vào bên dưới và nhớ là xem hết video nha. Yêu cầu thì rất là đơn giản, anh em chỉ like và đăng ký kênh thôi. Ok, ta đi thôi anh em ơi. Trận đầu tiên, MP40 kết hợp với Famat ít và cái kết. Trận 2, những tình huống khó đỡ khi tôi đang gánh team.
3, trận danh đầy đẫm máu.
xin chào anh em nha. Thì cuối clip mình sẽ trao giải mini game ngày hôm trước nha anh em. Thì ngày hôm trước mình hỏi anh em là mình sử dụng hết bao nhiêu quả keo, thì đáp án là 17 quả. Thì mình xem đáp án là có rất là nhiều bạn trả lời đúng, nhưng mà một bạn nhanh tay đấy, vì một giải thôi anh em, giải này 5.000 kim cương nên là một bạn thôi. Còn nếu mà bây giờ mình trao hết thì mình bán nhà luôn anh em ơi. Rồi thì xin chúc mừng bạn 35 Jikute, bạn đã trúng thưởng mini game ngày hôm trước nha anh em. Bạn này là đủ yêu cầu, vừa xem hết video, vừa like và vừa đăng ký kênh và trả lời đúng nữa. Ok, mình đã chuyển 5.000 kim cương vào tài khoản của bạn này nha. Anh em tham gia mini game thì anh em nhớ like và đăng ký kênh và xem hết video nha anh em ơi. Rồi thì bây giờ cuộc clip cũng dừng tại đây luôn anh em nha. Chúc anh em một ngày mới thật là tuyệt vời. Cảm ơn anh em này giờ đã xem video nha.